phi dụ 2868, ngày 28 tháng 12 năm 1974, tôi chỉ là một qua tiêu phó, phi đoàn vận tải C130A của phi đoàn 435, được chỉ định bay phi dụ 2868 cho nha kỹ hoặc thuộc lực lượng đặc biệt. Tôi nhớ tháng 12, vì lúc đó thằng con trai tôi mới đầy tháng. Bây giờ thì nó đã tròn 16. Vậy là tôi đã bay phi dụ thập tử nhất sinh này đúng 16 năm về trước. Sau hai ngày được nghỉ, như thường lệ mỗi buổi chiều khoảng 5 giờ, tôi hay đạp xe đạp vô phi đoàn xem phi dụ cho ngày mai để xem có tên mình đi bay ngày mai hay không, bay đi đâu và bay chung với những ai. Nhà tôi ở Phú Nhuận gần cổng xe lửa số 6, đối diện bò bảy món an hồng nên đạp xe vào phi đoàn không xa lắm. Lúc vào gần đến phi đoàn tôi gặp dạy ông qua tiêu phó cùng lứa đang chạy xe Honda ngược trở ra dãy tay chào tôi. Không biết mấy ổng đi bay mới về hay cũng mò vô phi đoàn xem phi dụ như tôi. Tôi dựng xe đạp bên dưới phi đoàn chạy lên lầu để xem phi dụ. Thìm đụng đầu ngay giới trung tá lâm văn phiếu phi đoàn trương của tôi. Trong văn phòng ông mở cửa bước ra. Gặp tôi ổng liền ngoát tôi vào văn phòng của ổng tôi hơi bỡ ngỡ trong bụng nghĩ thầm bộ lại có một dù báo cáo của mấy ông trưởng phi cơ về những bê bối của tôi khi đi bay hay gì nữa đây. Lại sắp sửa được nghe giảng mô ra lệ nữa rồi. Nhưng tôi lại nghĩ chắc không phải vậy. Lâu nay tôi vẫn chăm chỉ đi bay, đàng hoàng ngay thẳng có làm chuyện gì bê bối đâu mà sợ. Rồi tôi lại nghi, có lẽ mấy tháng trước tôi có ráp dùng cho ổng một chiếc C130 bằng plastic tôi có sơn cờ Việt Nam và phù hiệu KQVN để trưng trong văn phòng của ổng. Chắc bữa nay nó gãy càng sức gọn gì đó nên hôm nay ổng triệu mình vào đây để nhờ mang về tu bổ lại không chừng. Tất cả dự đoán của tôi đều trật lất. Trung tá phiếu nhìn tôi nói, Trung úy khiêm, tôi muốn nhờ anh giúp cho phi đoàn một chuyện, rồi ổng lại ngập ngừng một hồi tôi lầm bầm trong bụng, cái ông trung tá chưa vợ này sao dài dòng quá, muốn nhờ gì thì cứ nói mẹ nó ra cho rồi. Tôi riết nhìn sang cái mô đen C-130A vẫn còn nguyên dạng, hay là ổng muốn mình ráp thêm cho ông chiếc nữa. Trật lất, trưa tư phiếu lại tiếp tục nói, đáng lẽ tôi nhờ ai cũng được, nhưng tôi nhận thấy anh có vẻ lanh lợi hơn mấy anh em kia nên tôi mới nhờ anh. Bên nha kỹ, Phật mới gọi phôn sang trung tâm chỉ huy hành quân không quân, TACC, xin một phi dụ đặc biệt ngay tối hôm nay để bay một chuyến bay bất ngờ và bí mật cho họ. Trên không đoàn 53 giao phi dụ đặc biệt này cho phi đoàn mình. Anh sẽ bay chung với trưởng phi cơ là th -T, Phan Vũ Điện và Navigator là th -T. Từ thành, cơ phi và áp tải đã có sẵn tôi lấy từ phi hành đoàn túc trực. Trong lúc Dr. phiếu nói, tôi thấy ổng nhìn tôi với cặp mắt ái ngại, nhưng về phần tôi vẫn chưa hiểu gì, biểu đi bay thì bay chớ gì mà quan trọng dữ vậy. Quan nói tiếp vì tính cách bí mật và quan trọng của phi vụ nên kể từ giờ phút này, tôi yêu cầu anh không được ra khỏi cổng căn cứ Tân Sơn nhất, không được gọi điện thoại về nhà thông báo là anh sẽ đi bay tối nay. Bây giờ anh đi xuống khu gia binh kiếm gì an đỡ? Chừng một tiếng đồng hồ nữa trở lại đây lên ngay văn phòng của Đức. Hiến để họp khẩn cấp trước khi mấy anh lên đường. Đúng 7 giờ chiều ngày hôm đó lần đầu tiên tôi được bước chân vào văn phòng của Đức. Quỳnh Giang Hiến không đoàn trưởng không đoàn 53. Lúc tụi tôi bước thì trong phòng họp đã có mặt Đức. Bùi hữu thế không đoàn phó. Trích. Hạ hầu sinh đại diện sư đoàn 5 và ba dị trích bên sư đoàn năm và của nha kỹ thuật mà tôi không nhớ tên cùng với một số sĩ quan cấp úy quốc phòng khí tượng và quân báo sư đoàn. Tụi tôi ngồi ngay hàng ghế đầu để nghe thuyết trình về khí tượng rồi đến quân báo. Báo cáo khí tượng thì không có gì đáng chú ý vì đúng ngày trăng rằm thời tiết tốt, trời quang đảng và trong sáng. Rồi khi được nghe thuyết trình về quân báo, đến cái màn này tôi mới bắt đầu nghe tim mình đập mạnh, vì mà nghe nói mấy anh sẽ bay xuyên qua hai trung đoàn thiết giáp, một trung đoàn phòng không mà tin tình báo cho biết được trang bị súng phòng không 37 và 57 ly có radar điều chỉnh và không rõ số lượng quả tiễn tầm nhiệt SA7, nhưng chắc chắn SA7 là loại phòng không đáng lưu ý nhất. Sau đó Trình Châu Do Thái, Nguyễn Tấn Châu trợ Tây châu tử nạn khi di tản sáng ngày 29 tháng 4 tại phi trường Tân Sơn Nhất trưởng phòng kế hoạch hành quân của KD53 chỉ tay vào bản đồ cho tụi tôi biết sẽ bay phi trình nào tối hôm đó. Cất cánh Tân Sơn nhất lấy hướng Đông Bắc, sẽ bay cao độ 9,500 bộ F-R bay thẳng lên phi trường sông Bé Tây Nam tỉnh Lị Phước Long, đổi hướng Tây Bắc bay thẳng đến thị trấn Lộc Ninh. Trước khi đến thị trấn Lộc Ninh độ 10 cây số các anh sẽ thả một kiện hàng, kiện hàng thứ hai thả phía nam gần sát thị trấn Lộc Ninh các tọa độ này đã ghi sẵn trong mật lệnh kèm trong tờ phi dụ lệnh. Cao độ từ phi trường sông bé đến lộc ninh sẽ do trưởng phi cơ quyết định. Bài phi dụ này mỗi đoàn viên sẽ được trang bị một áo lưới cấp cứu. Thông thường thì mỗi lần đi bay chỉ có ông có pilot lãnh một áo lưới dùng chung cho nguyên phi hành đoàn, trong đó có trang bị radio emergency, súng bắn quả châu dân dân và được cấp phát ba phần dây sườn c, một áo giáp một dù lưng, một súng M16 và 10 băng đạn. Phi đội trực thăng cấp cứu sẽ nằm túc trực tại phi trường Tạ Ây Ninh. Sau màn băng quấn thị của các sếp lớn, đến màn đặt câu hỏi xem có ai còn thắc mắc gì trong cái phi dụ này không. Không thấy ai lên tiếng, tôi nhớ ông trật. Hạ hầu sinh gật gù nhìn tôi chậm rãi nói, theo tôi nghĩ thì ông qua tiêu phó nên lấy nốt trong phần thuyết trình để có đầy đủ chi tiết thực hiện phi dụ này. Trong bụng tôi cứ nghĩ thấy ông trật. Này sao mà kỹ lưỡng quá, chắc ông để ý nãy giờ tôi chỉ ngồi chỗ con mắt thao láo ngoại nghe mà không có ghi chép gì nên giờ ông mới lên tiếng. Tôi hơi ngượng chỉ ngồi yên, bởi vì trong tay tôi lúc đó có mảnh giấy nào đâu dễ mà ghi giấy chép, mà tôi sẽ ghi chép gì mới được. Và chừng nào thì tôi mới có DAT mang nó ra đọc lại. Quan t h t Từ thành là Navigator ngồi kế tôi nãy giờ thấy ông ghi chép lia lịa chắc là đủ rồi. Tụi tôi rời phòng họp leo lên xe tích cắp ra tàu và di chuyển sang hót cargo để được các chuyên viên chuyển dẫn lốt hai kiện hàng đặc biệt vào phi cơ. Lúc đang đứng chờ lốt hàng thì T-H-T. Điện kéo tôi ra một bên nói nhỏ, hỏi thiệt chú em nghe bay mấy cái phi dụ bí mật này chú em có thấy sợ không? Tôi nhún vai trả lời tỉnh queo, well, không, hơi hồi hộp thì có chứa sợ thì không. TH sẹp Điện nói tiếp, phần anh thì hồi đó tới giờ bay các phi dụ DAT biệt cho nha kỹ, thuật mấy lần rồi, có lần còn kinh dị hơn phi dụ này, chú em bình tĩnh nghe. Tôi không hiểu sao mà anh Điện lại biết các phi dụ khác anh đã từng bay lại kinh gì hơn phi dụ này, thấy bản mặt tôi thì không có ngầu nhưng bình tĩnh thì có chán, lâu lâu cho thằng em này lên một chút ngang. Bởi vì trước đó mấy tháng tôi đã bị trích từ châu do, thái dụ dỗ đi thử tàu với ổng, tưởng đi thử tàu thiệt vì ngày hôm đó tôi đang là phi hành đoàn túc trực hành quân nên hệ xếp lớn kêu đi là tôi giọt liền. Và lúc đó tôi cũng không thắc mắc tại sao tôi không đi thử tàu giới trưởng phi cơ của phi hành đoàn túc trực của tụi tôi. Ngày hôm đó tụi tôi đã bay một phi dụ cấp tốc và tọa mật cho nha kỹ thuật mà ở phi đoàn không ai hay biết gì. Vì lúc túi y tôi cất cánh đến lúc về lại ủ đậu chỉ có khoảng 1 giờ 15 phút là cùng. Và tụi tôi được lệnh ban ra là tuyệt đối không được tiết lộ một chi tiết nào cả trong phi dụ lệnh nộp cho phòng hành quân tôi đọc được là phi dụ thử tàu hoàn tất. Nãy giờ tôi cứ nói đến nha kỹ thuật hoài mà chắc chắn một số quý độc giả không hiểu nha kỹ thuật đây là cái giống gì. Xin thưa đây không phải là nha kỹ thuật của nhảy dù hay ca quy chuyên lo về vấn đề bảo trì sửa chữa xe tăng, máy móc hay vũ khí dân dân nha kỹ thuật đây trực thuộc bên lực lượng đặc biệt của biệt kích dù chuyên gửi những toán diễn thám đặc nhiệm vào tận lòng đất địch để hoạt động và thâu thập những tin tức về tình báo hay phá hoại ngay hậu cần của địch khoảng xế chiều ngày hôm đó tụi tôi di chuyển tàu qua hot cargo tôi hơi bỡ ngỡ ủa sao thử tàu mà lại qua hot cargo sang tới đây thì thấy có th sẹp t trần văn triều th sẹp t chiều mất tại Chicago năm 88 vì bệnh tim, là Navy của phi hành đoàn túc trực cũng đã DUOC xe gian của không đoàn chở qua trước chờ sẵn bên đó. Từ phòng lái nhìn xuống đất tôi thấy lố nhố mấy chục ông lính nhảy dù đang phụ khiên xốp mấy chục cây nước đá vào pallet và toán thì ngoại lúi húi cột vào mỗi cây nước đá một cây dù. Tôi hơi ngạc nhiên Hồi đó tới giờ tôi cũng đã từng bay thả dù nhiều lần rồi nhưng có bao giờ lại thả nước đá như ngày hôm nay đâu. Tôi đến tổng cộng 60 cây nước đá nằm trên các pallet. Trong khi chờ đợi xe phót clip lốt các pallet này vào phi cơ tụi tôi được một vị trên. Nhảy dù thuyết trình ngay tại chỗ cho cái phi dụ hơi đặc biệt này. Các anh sẽ bay cao độ 10.000 bộ đến địa điểm phía cực bắc 10 cây số của quận Trơn thành thả tất cả 60 cây nước đá này xong là về đáp độ chính xác trên mục tiêu thả không thành vấn đề. Tôi thì hơi tò mò muốn biết tại sao mình phải đi thả mấy chục cây nước đá vào lúc sẩm tối này. Bộ mấy ông biệt kích dù trên dùng đó tối nay mở party nên thiếu nước đá hay sao mà mình phải đi tiếp tế khẩn cấp kiểu này? Mà độ chính xác không cần thiết nghĩa là sao tôi không hiểu. Sau đó nghe mấy ổng giải thích nước đá để lâu không được thành phi vụ cấp bách như thế này phải nhờ đến các anh. Đi thả nước đá lúc trời sẫm tối như thế này mục đích là cố tình cho tụi diệt cộng nó thấy chập chờn. Nhất là tụi nó thấy 60 cái dù thế nào tụi nó cũng sẽ điều động một số quân lớn để sẵn sàng đụng trận với toán nhảy dù lánh này. Mấy anh nên biết cây nước đá khi chạm đất sẽ bể ra từng mảnh nhỏ và tan rất mau, chỉ để lại những chiếc dù này mà không có người. Đây là loại dù đặc biệt, nên mặc dù là cây nước đá này nhẹ hơn một người lính nhảy dù thật nếu dùng loại dù thông thường mấy anh thả ở cao độ 10.000 bộ chắc là tất cả các cái dù này sẽ bay trôi trở về lại tân sơn nhất này hết. Loại dù ngụy trang này trông cũng giống như dù thường nhưng đã được đục thủng rất nhiều lỗ, do đó độ rơi mau hơn dù thường. Mấy thằng diệt cộng nó chả biết dù rơi mau chậm như thế nào. Bọn diệt cộng sẽ mở một cuộc thanh lùng lớn trong dùng kiểm soát của chúng nội sáng sớm ngày mai RF5 sẽ bay chụp hình dùng này. Và nếu bên quân báo thấy được các chi tiết di chuyển quân có tuổi diệt cộng, thế nào trong vòng 24 tiếng đồng hồ C130 của mấy anh sẽ lại mang xăng đặt tưới trên đầu tuổi nó? Đây chỉ là một phần nhỏ của chiến tranh cân não. Kỳ đó tụi tôi bay 10.000 bộ để thả và cũng là phi dụ bất ngờ C-130 thì êm lắm nhất là ở cao độ đó thì khó mà phát giác và cũng ít sợ phòng không của địch. Trong phi dụ đó tôi cảm thấy thích thú hơn là hồi hộp hay là lo sợ băng qua. Trở lại với phi dụ đặc biệt mà tụi tôi sẽ phải thực hiện đêm nay. Lệnh ban ra là tụi tôi sẽ cất cánh đúng 9 giờ tối. Hai kiện hàng đặc biệt là hai thùng gỗ một thùng dài dành lớn hơn một cái quan tài mà tụi tôi thường hay chở từ miền trung về thùng kia thì nhỏ hơn vuông dứt khoảng một thước tây mỗi bề trước khi cất cánh th -t, điện đã gom phi hành đoàn lại thuyết trình về phi vụ lần cuối và tôi còn nhớ th -t. Điện căn dặn hai ông áp tải và tất cả đoàn là viên sau khi cất cánh bất cứ ai thấy một làn lửa xanh xẹt từ dưới đất thì các anh cứ bấm thả quả châu trắng XA7 cho tôi. Đừng ngại ngùng hay chờ lệnh lạc gì hết. C-130A của ca quy mình hồi đó có gắn tổng cộng 32 quả châu chống SA-7 đựng trong hai hộp gắn bên dưới sau đuôi phi cơ. Trong phi cơ thì tại chỗ ngồi của mỗi đoàn viên có gắn một nút bấm màu đỏ mặc dù lúc đó phi đoàn chưa có một buổi huấn luyện gì về cách sử dụng mấy cái nút bấm này. Chỉ phát cho mỗi người một tài liệu bằng tiếng Mỹ. Ai đọc hiểu được thế nào đó thì hiểu nhưng đại khái là bất cứ một đoàn viên nào hãy thấy một lần lửa xanh bay xẹt ra từ dưới đất tình nghi là SA-7. Hoặc nếu nghe trên radio báo là có SA-7 đang bắn lên, thì bất cứ ai cũng có thể bấm ngay cái nút đỏ này và sẽ phóng ngay ra một quả châu Hỏa châu này tỏa nhiệt độ là 6.000 độ C. SA7 là loại tầm nhiệt, hết cây in, nên sẽ hướng về. Hồ Minh, Hỏa châu này hơn là hướng về hơi nóng phát ra từ động cơ. Trực, phiếu phi đoàn trưởng của tụi tôi cũng đã có mặt bên Cargo cùng với Trích châu trưởng phòng kế hoạch hành quân của không đoàn. Sau khi trò chuyện với đại tá đoàn Giang, nuôi chỉ huy trưởng nhà kỹ thuật, ông Trịch phiếu tạp lại đứng gần TH T. Diện để nghe briefing. Tôi để ý thấy trật. Phiếu có cái nhìn đam chiêu và có vẻ gì lo lắng trong ánh mắt của ông. Ông chỉ có một vài lời ngắn ngủi với tụi tôi là mấy anh sáng để ý cẩn thận coi chừng SA7. Sau đó tôi thấy đật. Đoàn văn nu đi lại đưa cho TH T. Điện một bao thư hơi dày dày nói là của nha kỹ thuật tặng cho phi hành đoàn. TH T. Điện giao bao thư lại cho tôi và dặn chú em chia đều cho mấy anh em cơ phi và áp tải. Đừng lo gì về phần anh. Tôi đếm được 50.000 mà phi hành đoàn 6 người làm sao chia đều đây. Thôi để chút nữa về rồi tính sau. Tụi tôi đóng cửa phi cơ chuẩn bị quay máy. Phi hành đoàn hôn đó ngoài TH T. Điện, TH T. Từ Thành và tôi, còn cơ phi thì có TH S. Phi Ngọc An và hai ông áp tải cũng là dân gạo cội của phi đoàn là THS, Hồ Trương Người Quế và THS, Trần Đình Hùng, Hùng Râu và bên nhảy dù thì có hai áp tải của họ đi theo gồm một vị thiếu úy và một trung sĩ. Về phần anh em qua tiêu và không hành viên, Navigator thì mỗi người được phát cho một bản đồ do phòng kế hoạch hành quân cấp phát có vẽ sẵn phi trình và địa điểm thả dù cùng với dùng thoát hiểm. Nếu chẳng may phi cơ bị lâm nạn thì ráng lết về gần Tây Ninh để được trực thăng cứu cấp. Đúng 9 giờ tối tụi tôi cất cánh như đã dự trù. Như thường lệ sau khi cất cánh tôi đổi tần số để liên lạc với đài kiểm báo Paris. Paris đây hơi kỳ 518 cất cánh tân sơn nhất lúc 9 giờ giờ. Hôm đó bên bảo trì phi đạo cấp cho tụi tôi chiếc phi cơ 518 có ba chữ Hồ Chí Minh trên đuôi. Hơ kỳ 518 bạn cất cánh tân sơn nhất mà bạn bay đi đâu vậy? Cao độ bao nhiêu? Thông thường thì sau khi cất cánh tụi tôi phải liên lạc với đài kiểm báo nói rõ số phi dụ. Cất cánh từ đâu và đi đâu cùng cao độ sẽ bình phi để xin radar theo dõi và nếu có tác xạ pháo binh thì họ sẽ là người biết trước. Họ sẽ thông báo cho phi cơ biết để mà bay tránh các dùng tác xạ, để bay xa ngoài các tầm đạn đạo oan nghiệt. Đằng này vì lý do bảo mật tụi tôi được lệnh chỉ cho số phi dụ mà thôi. Sau khi nghe đài kiểm báo Paris hỏi hơ kỳ 518 bạn bay đi đâu vậy? TH -t. Điện nổi nóng ổn bấm máy nói. Paris, anh làm ơn câm cái miệng lại dùng tôi. Anh muốn biết tụi tôi đi đâu thì anh chịu khó gọi phun qua hỏi bên TACC, Nguyên Văn. Im lặng một hồi lâu đài Paris trả lời bằng một giọng bắt nhẹ nhàng hơn. Hơ kỳ 518, Paris hiểu. Bạn làm ơn số quát 355 no mở y đừng. Sau đó tôi đổi sang tần số rescue của trực thăng nhưng tôi không liên lạc với họ. Ngay trên vùng phụ cận của phi trường Tân Sơn nhất thì trời không mấy quan đảng một vài đám mây bồng bềnh đây đó. Tụi tôi leo lên đến 9.500 bộ bay xa trên các tầng mây thấp vì là ngày trăng rằm nên cảnh vật hiện ra rõ rệt bên dưới phi cơ. Nhìn về thành phố Sài Gòn đèn đuốc sáng choang xe cộ vẫn di chuyển và mọi sinh hoạt của thủ đô về đêm vẫn diễn ra một cách bình thường. Mà giờ đây nào có ai biết được trên chiếc phi cơ C-130A có mang chữ Hồ Chí Minh này đang trên đường thực hiện một phi vụ thập tử nhất sinh. Phi cơ đang bình phi với tốc độ 200 knots, THT. Điện bảo hai vị áp tải mở cửa cargo RAMP phía sau ra. Khi nào xong thì hỏi ông TH-U và ông THS. Áp tải dù xem thử với tốc độ này thả hai cái kiện hàng đó được không? Thật tình thì tụi tôi chưa biết hai ông TH-U và ông THS. Áp tải dù đi theo cũng chả biết trời đất gì vì tụi tôi bay trên mây ở tận 9.500 bộ với tốc độ 200 knots này nó khác hẳn với tốc độ 200 knots khi bay sát mặt đất. Nhưng mục đích là muốn cho mấy ổng biết với sức gió mạnh cỡ này mấy ổng có đủ sức để mà đẩy hai kiện hàng ra nổi hay không. Tôi nghe ông TH sẹp Hồ Trương trả lời trong Intercom là mấy ổng nói thả được. TH T. Điện sau đó nói với hai anh em áp tải là tôi muốn hai anh mỗi người bấm thả cho tôi một quả châu xem thử hoạt động ra sao. Chưa đầy 20 giây sau ánh quả châu sáng ngời chiếu xuân trần mây trắng, ánh sáng quả châu phản chiếu ngược vào thân dưới phi cơ sáng như ban ngày. Phi cơ C-130 bên dưới lường bụng sơn màu trắng ngà nên ánh quả châu đoài vào ban đêm lại càng thấy sáng tỏ. Vậy là coi như hệ thống này hoạt động tốt cửa cargo RAMP phía sau được đóng lại và tụi tôi trực chỉ đến phi trường sông bé. Cái làm cho tôi thấy không được thoải mái như ngày thường mỗi khi đi bay là cái áo giáp tôi đang mặc trong người. Và đằng sau lưng lại để cái dù lưng nên hơi cồn cộn. Bên hông phải thì tôi dựng cây M16 tôi đã thắng sẵn một băng đạn vào đó. Còn trong túi hem và cũng là túi di bay của tôi có chín băng đạn và ba phần ra từng xe nằm đầy nhóc trong đó. Tôi cứ nghĩ thầm trong bụng rủi mà phi cơ bị bắn cháy liệu có nhảy dù ra khỏi đây an toàn hay không. Hay là nếu hơn xui đáp được trên một đám ruộng nào đó, may mà sống sót thì tay nào cầm súng tay nào xách cái túi handmade đường đạn và rây sừng xe này đây. Tôi và anh điện mặc áo giáp vậy là coi như kỹ lưỡng lắm rồi, ngó lại sau lưng thấy ông th tê. Từ thành Navigator ổng còn kỹ hơn tôi và anh điện gấp mấy lần thấy ổn cũng mặc áo giáp như hai anh em chúng tôi. Mặt mày ông trông rất ư là trầm trọng và không biết ông ngoại giao ở đâu mà ngó dưới chân thấy chỗ ông ngồi có lót thêm 2,3 cái áo giáp nữa. Suốt từ chiều đến giờ tôi chưa có một giây phút nào để nghĩ đến gia đình tôi, đến vợ đến đứa con gái đầu một tuổi rưỡi, đến thằng con trai mới đầy tháng của tôi. Bây giờ thì trong vài phút ngắn ngủi ngó trời ngó đất tôi mới nghĩ về gia đình. Không biết bà xã có biết tôi đang bay cái phi vụ đặc biệt đầy nguy hiểm này chăng? Tôi cũng không bao giờ dám nghĩ ngộ nhỡ nếu tôi bị bắn rơi hay bị bắt thì vợ con tôi sẽ sống như thế nào. Tôi đạo tinh lành nên có đức tin mãnh liệt là Chúa không bao giờ để cho tôi chết cách dễ dàng như vậy đâu. Tôi không có thì giờ để nghĩ ngợi gì thêm gì phi cơ bắt đầu giảm cao độ để vào cận tiến tại phi trường sông bé. Theo như phần thuyết trình hồi chiều nay quốc trình, châu, tụi tôi sẽ giả giờ như sẽ vào đáp phi trường sông bé đêm nay nghĩa là tụi tôi sẽ theo đúng thủ tục bình thường liên lạc với phi trường sông bé trên tần số fm gọi báo cáo vào gió xuôi gió ngăn nhưng tụi tôi sẽ bay chậm lại chỉ ra một phần cánh cảng thôi anh điện dain tôi khỏi thả bánh đáp khi phi cơ vào gió xuôi bay về hướng tây Tôi ngó xuống phi trường sông bé thì thấy dưới đất dọc theo hai bên phi đạo không chín hai hàng đèn được thắm sáng lên từng cái một rất có thứ tự. Tiểu khu Phước Long đã cho trượt sẵn một đại đội địa phương quân. Hãy khi nào thấy phi cơ vào gió xuôi là anh em địa phương quân dưới đất sẽ thắp đèn dầu hỏa dọc theo phi đạo để phi cơ thấy đường đáp. Hồi đó tới giờ phi trường sông bé làm bằng dĩ sắc phi đạo lại rất ngắn pilot tài ba nào dám xâm mình đáp ở đó ban đêm. Tôi đã từng đáp ở phi trường sông bé nhiều lần nhưng đáp ban ngày còn đáp đêm thì chưa hân hạnh xâm mình thử lần nào. Khi vào gió ngang và bay thật thấp, thay vì quẹo phải về phía đông để đáp phi đạo không chính khi tụi tôi đổi hướng khoảng 300 độ bay thẳng về hướng Lộc Ninh. Cao độ bay của phi cơ lúc bấy giờ là trên sát ngọn cây, theo như đã dặn sẵn từ dưới đất TH sạch từ thành sẽ cho biết chính xác hướng bay còn tụi tôi phi hành đoàn đã từng kinh nghiệm thả dù thì mỗi người đều biết bổn phận và trách nhiệm của mình. Điểm khác biệt của phi dụ này là mình phải bay ngay vô lòng đất địch, dùng yếu tố bất ngờ để thả hai kiện hàng này. Tôi không biết bên trong hai kiện hàng này chứa cái gì. Tôi có tò mò hỏi ông. Ông cũng không biết. Hồi ở dưới đất tôi có nghe phong phanh là trong hai kiện hàng này chứa đồ điện tử mình thả mấy cái máy sensor để thăm dò mức độ di chuyển quân của diệt cộng. Nghe mấy ổng nói tôi làm thinh không hỏi nhưng tôi không tin, bởi vì từ phi cơ thả xuống với tốc độ nhanh lại không thả bằng dù chỉ đẩy khơi khơi ra khỏi phi cơ kiểu này ba đồ điện tử nào sau khi chạm đất mà còn nguyên dạng để mà hoạt động chuyển tín hiệu về hậu cứ. Tôi lúc đó không còn có thì giờ để mà thắc mắc. Chỉ hơi hồi hộp không biết chuyện gì sẽ xảy đến cho mình vì bay vào thị trấn Lộc Ninh lúc này đâu phải là chuyện dễ. Tụi Việt Cộng đã lấy thị trấn này và công khai làm thủ đô của M.A.T. trận giải phóng miền Nam rồi. Thì cố nhiên tụi nó sẽ phải bảo vệ thị trấn này rất kỹ. Đêm 28 tháng 12 năm 1974 là đêm trăng rằm toàn dùng phía Tây Trời thật trong sáng. Ví dụ mang số 2868 số 28 đầu có lẽ tụi tôi bay vào ngày 28 còn số 68 ở đâu ra tôi không rõ. Từ phi trường sông bé đến dùng Lộc Ninh thì toàn là đồng bằng và toàn những bờ bụi cây thấp. An trăng rằm soi sáng dằn và hiện rõ mọi cảnh vật trước mắt tôi. TH tê. Điền đã giận trước khi cất cánh. Hai anh em áp tải. Khi nào cửa cargo RAMP được mở ra thì hai anh mỗi người nằm sấp hai bên cửa cargo RAMP. Hai anh sẽ là con mắt cứu nguy cho con tàu này. Hãy thấy bị bắn tình nghi là SA-7 thì bấm thả hỏa châu liền khỏi lệnh lạc gì cả. TH S. An cơ phi thì anh dòm vô đồng hồ động cơ đẩy maximum power cho tôi nhưng phải giữ đừng để cho NG cơ over temperature động cơ bán phản lực vấn đề nhiệt đeo ớ của tua bin inlet tit quan trọng lắm còn chú em thì giữ cao độ cứ việc nhìn ra ngoài giữ cho phi cơ lúc nào cũng bay sát ngọn cây phần anh thì phải dán con mắt vào cái compass này để giữ đúng phương hướng do ông thst từ thành cho như vậy hai ông áp tải thì nhìn ra sau đuôi còn phía trước thì chỉ có tôi và ông thsf s an là được dịp nhìn ra ngoài Phần chết lít thả dù dê ớ tê liệu gồm các khoảng như 20 phút chuẩn bị, 20 minutes qua ninh, rồi đến 10, đến 6 và 1 phút chuẩn bị, 1 minute qua ninh. Tôi hồi hộp nhất khi nghe ông tê hát t tê. Từ thành thông báo 1 minute qua ninh, nãy giờ tôi vẫn nhìn ra ngoài, cảnh vật dưới ánh trăng rằm sáng như ba ngày không có một cảnh vật nào bên ngoài mà không lọt qua cặp mắt tôi. Bay ngang qua những căn nhà tranh hiu quạnh tôi có thể nhìn thấy rõ đến cái bếp lửa giói than hồng trong nhà. Đây là nói thiệt chớ không phải chế thêm đâu nghe quý bạn đọc khó tính. Tôi nói như vậy để quý bạn hiểu là tụi tôi bay thấp đến cỡ nào. Nhìn vào đồng hồ tốc độ bây giờ thì không là 200 knots như hồi nãy ở trên 9.500 bộ nhưng kim đồng hồ nay đã vượt quá tốc độ limit của cây kim sọc trắng vàng là giới hạn tốc độ maximum mà C130A này được bay ở Sea Laser. C130A tốc độ limit tối đa là 280 knots. Vậy mà bây giờ cây kim đã nằm khoảng 300 knots. Sau phần một phút báo động là coi như sắp sửa đến mục tiêu thả dù. Tôi để tay sẵn vào con tách và chỉ đợi TH T từ thành gọi green light là tôi bật đèn xanh cho các vị áp tải phía sau đẩy cái kiện hàng nhỏ đầu tiên ra khỏi phi cơ khoảng chừng 2 giây trước khi tôi nghe thsẹt t từ thành gọi green light tôi giật bắn người lên khi thấy toàn thân phi cơ sao mà sáng rõ một cách lạ lùng nhìn ra bên cánh phải tôi thấy hai động cơ và hai cánh quạt dĩ đại đang xoay vòng và bình xăng phụ rõ như ban ngày tụi tôi bay lén ban đêm phải tắt tất cả đèn navigation. Vậy mà giờ đây toàn thân phi cơ lại sáng sủa một cách lạ thường. Kiểu này thì cũng giống như mình nói lại ông tôi ở bụi này. Nghĩa là mình tự rọi đèn cho diệt cộng nó thấy rõ để bắn mình cho dễ vào ban đêm như thế này một trong hai dị áp tải nằm phía sau cargo RAMP đã bấm thả 2,3 cái quả châu một lượt khi thấy mấy ánh lửa xanh xẹp theo phi cơ nên ánh sáng của quả châu đã soi sáng toàn thân phi cơ là như vậy. Vì bay quá thấp nên các quả châu khi rời khỏi phi cơ đâu có thì giờ bay lơ lửng giữa trời để XA7 có dịp đuổi theo. Nên quả châu vừa thả ra là đụng đất ngay quả châu nằm dưới đất cháy sáng trưng cả một vùng ánh sáng của quả châu rọi ngược để lộ rõ ràng nguyên hình phi cơ C-130 ngay trong lòng đất địch. Nhưng có lẽ vì yếu tố bất ngờ và vì bay quá thấp nên tụi diệt cộng nếu thấy cũng không có thì giờ để phản ứng. Tôi đâm ra lo, chỉ muốn vượt ra khỏi dùng tử địa này sớm chừng nào hay chừng nấy. Lúc đó phi cơ đang bay với một tốc độ kinh hồn vậy mà sao tôi lại cảm thấy dường như phi cơ mình đang bay một cách quá chậm. Chậm hơn bình thường, Chậm hơn hồi nãy lúc tụi tôi giả đò vào đáp ở phi trường sông Bé với một phần flaps, cánh cản được thả ra, tốc độ lúc đó khoảng 110 knots. Còn bây giờ là 300 knots cộng vậy mà tôi cảm thấy phi cơ bay thật chậm, slow flight. Hay có lẽ tại thần kinh mình đang căng thẳng quá nên không còn biết cảm giác gì về chuyển động nữa. Cái danh từ lạnh cẳng mà tôi thường nghe mấy ông nội đàn anh trong phi đoàn chọc nhau mỗi khi phải đi bay các phi vụ nguy hiểm. Lúc đó tôi mới nhận thức được cái danh từ lạnh cẳng. Tôi mang giày bốt đờ sô có dớ đàng hoàng mà sao tôi lại cảm thấy chân minh vừa nặng vừa lạnh như đang ngâm vào nước đá. Sau khi thả xong kiện hàng thứ nhất phi cơ đổi hướng 260 độ để bay ngang phía nam thị trấn Lộc Ninh khoảng 1,2 cây số vì nhìn ngang tay phải về hướng bắc tôi có thể nhìn thấy được nhiều ánh đèn dầu lập loạt trong khu thị trấn đó. Anh điện nãy giờ không một lúc nào rời mắt khỏi đồng hồ phương hướng, ảnh ngồi im re giờ tôi mới nghe anh lên tiếng vừa bay anh vừa hỏi tôi, hồi nãy tụi nó bắn theo dữ quá chú em có nghe thấy gì không? Mặc cho anh hỏi, tôi như câm như điếc không nghe gì ráo trọi. Vì lúc anh điện hỏi là lúc phi cơ đang bay ngang qua mấy cái xe thiết giáp T-54 hay gì đó tôi không phân biệt được vì tôi không rành về thiết giáp. Đây đó rải rác tôi thấy thấp thoáng những khối sắt đen ngòm như những con rùa khổng lồ nằm ngụy trang dưới những bụi cây. Tôi thấy rõ một thằng lính diệt cộng đang ngồi hút thuốc trên nắp pháo tháp tôi thấy nó nhìn theo phi cơ của tụi tôi bay ngang y như là mấy đứa con nít chăn trâu ngoài đồng khi thấy phi cơ bay ngang thì ngó theo dậy. Có lẽ đây là một yếu tố bất ngờ nên nên thằng lính diệt cộng đang ngồi trên nắp pháo tháp của chiếc xe tăng không kịp có phản ứng gì cả. Nó ngồi ngó chết trân và nếu nó có phản ứng gì thì tôi cũng không thấy được gì chỉ trong tích tắc là tụi tôi đã mất hút sau mấy lũy tre kia rồi. Kiện hàng lớn thứ nhì được thả cách đó không xa, sau khi làm chết lít phần hậu thả dù dễ chết lại cửa nẻo tụi tôi tiếp tục bay thấp thêm 15 phút qua luôn biên giới cam bố. Điểm làm tôi hơi thắc mắc sau này là sau khi thả dù xong ngoài việc trả lời các phần trong chết lít rồi sau đó tôi không nghe thấy THT, điện hay THT, từ thành hay bất cứ một đoàn viên nào trong phi cơ hở Mie An nói một lời nào. Hệ thống intercom trên chiếc 518 lúc đó hoàn toàn im lặng. Đến khi tôi hỏi anh điện mình lên được chưa? Anh nói ư chúa em gài autopilot cho phi cơ lên đến 15.000 bộ dùm anh. Thật sự lúc đó tôi không tài nào đọc được hay đoán được trong đầu phi hành đoàn lúc này họ đang nghĩ gì. Lúc phi cơ đã bình phi tôi xin anh điện cho tôi bấm thả một quả châu để mừng phi dụ hoàn tất ánh quả châu bừng sáng trên không phận cam bốt hòa lẫn với ánh trăng sáng dằn và của đêm trăng rằm. Về đến không phận phi trường Tân Sơn nhất TH tê. Điện ngó tôi cười mỉm chi, chú em hồi xưa không có dịp bay đêm bên quả long AC47. Thôi bữa nay anh nhường cho chú em đáp đêm một lần cho biết mùi bay đêm. Xin lỗi anh à thằng em này cũng đáp đêm thường lắm. MAIC dù tôi biết anh điện chỉ nói đùa cho vui thôi tụi tôi di chuyển phi cơ về bến đậu lúc phi cơ vừa tắt máy người đầu tiên tôi thấy đứng ngay cửa phi cơ đợi tụi tôi là trực phiếu lúc này ông ta vẻ mặt tươi cười rạng rỡ hơn hồi nãy thấy ông bên hot gô. oan đức thân lái xe ra tận cửa phi cơ để chở tụi tôi về phi đoàn trên đường về tôi nghe ổng nói hồi nãy sau khi mấy anh em cất cánh đi rồi Ngập ngừng một lúc ông nói tiếp tôi nghĩ là chắc chẳng bao giờ tôi còn gặp lại mặt mấy anh em nữa. Nãy giờ tôi lại đằng chùa đọc kinh cho mấy anh em đi về được bình an. Chừng nghe trên máy Motorola của KD báo là 518 đã về đáp an toàn tôi mừng quá ra đón mấy anh đây. Về đến phi đoàn tôi tính mang phi dụ lệnh lên phòng kế hoạch hành quân để nạp như thường lệ thì trở tôi. Phiếu vừa khỏi tay tôi nói để tôi đem nạp. Mấy anh em đi về nghỉ đi tôi móc trong túi bao thư tiền hồi nãy chia chi mấy anh em áp tải và cơ phi tôi chận th sạch tê từ thành lại giao phần tiền của ổng ổng lắc đầu nói thôi tôi không lấy anh chia cho mấy anh em kia rồi với gương mặt lầm lì không nói tiếng nào ông lái chiếc xe làm bretta trắng biến mất dạng trong bóng tối phần tôi lủi thủi leo lên xe đạp cọc cạch đạp về nhà Trích phiếu kè xe jeep của ông nói bỏ xe đạp lên đây tôi chở anh về nhà. Tôi lắc đầu nói cảm ơn trực. Tôi đạp về được gì nhà gần cổng đây mà. Giờ tôi như có linh tính trước. Gặp mặt tôi mới bước vô nhà bà nói hồi 9,10 giờ không thấy anh về sao em thấy tự nhiên lo ngại hơn hồi đó tới giờ. Tôi chỉ trả lời gọn lõn là ừ hồi nãy anh có bay dùng một phi dụ ngắn cho bên nhảy dù. Ba tuần lễ sau đó bên nha kỹ thuật mời hai phi hành đoàn C-130 của KD-53. Ngoài phi hành đoàn của tụi tôi phi đoàn 435 thì có phi hành đoàn của PD-437, sau đó hai tuần lễ cũng bay một phi dụ tương tự cho nha kỹ, hoặc do chính ông phi đoàn trưởng là trực. Mạc Mạnh cầu và co pilot là th t Lê Đình Lây, mấy ổng cũng thả dù nhưng trên dùng núi Tam Biên thành thử không bay thấp như tụi tôi, đến tư gia của đất đoàn văn nu chỉ huy trưởng nha kỹ thuật nằm bên trong trại nhảy dù hoàng hoa thám để khoản đãi tụi tôi một bữa cơm tối hiện diện trong bữa cơm tối này có chịch phan phụng tiên sư đoàn trưởng sư đoàn năm ca quy ban tham mưu của nha kỹ thuật và dài ba cố vấn mỹ tôi nghe được nu nói với chịch tiên là ông sẽ đề nghị lên bộ tổng tham mưu cho mỗi một phi hành đoàn có mặt tối hôm nay mỗi người một huy chương anh dũng bội tinh nhưng Cộng hòa xe tê, tiên đã khiêm nhường trả lời, thôi anh tiếp đãi mấy đàn em của tôi như vậy là quý quá lắm rồi. Mấy đứa em bên tôi chỉ làm nhiệm vụ ở trên đã giao phó, thôi anh đừng bay vẽ nhiều quá. Rồi tụi tôi ăn nhậu một bữa thịt trừu no nê. Sau phần ăn nhậu đến phần đứng sắp hàng tôi cũng chưa hiểu đứng sắp hàng để làm tới cái màn bí mật gì đây. Thì ngay sau đó ông trực chỉ huy phó của nha kỹ thuật đến xỉa vào tay mỗi đoàn viên 10 đô la Mỹ tiền bạc cắt. Tôi cầm 10 đô la Mỹ trong tay dò dò mà chả hiểu công dụng để làm gì. Sau này tôi mới hiểu là chút xíu nữa địch. Nu sẽ tặng cho mỗi người một con dao găm có biệt kích để đem về làm kỷ niệm. Nhưng theo dị đoan thì hễ mua dao thì không sao, nhưng tặng dao thì xui lắm. Người nhận có thể chết vì con dao được tặng và người nhận cũng có thể nhiều khi nổi nóng sẽ gây tổn hại cho người khác cũng bằng con dao đó. Nên hễ khi được đợt nu trao con dao cho người nào thì người đó phải đưa lại cho ông 10 đô la Mỹ bạc cắt giả đỏ như là mình đã mua con dao này chớ không phải đã được tặng không. Hôm đó tụi tôi đều mặc thường phục nhưng cũng đều mang ngay con dao găm đen ngòm của biệt kích vào bên hông nên ai nấy trông rất ngầu. Thám thoát vậy mà đã 16 năm tròn. Ba năm bay Boeing 727 cho hãng Ups vào ban đêm chặn đường San Francisco, New York. Tôi vẫn có dịp bay vào những buổi tối trăng rằm nhưng tôi luôn có cảm tưởng ánh trăng bên bầu trời Mỹ này nó khác hơn ánh trăng bên nhà. Mặc dù tôi vẫn biết đây hay đó cũng đều thấy chung một mặt trăng. Nhưng những cái cảm giác lạ của phi vụ 2868 dù giữa sống và chết chỉ trong đường tơ kẻ tóc trong đêm trăng rằm 16 năm về trước tại quê cha đất tổ, mãi mãi trong cuộc đời tôi sẽ chẳng bao giờ tìm lại được.